chuông chùa ngân xa âm trầm bổng, đánh thức cõi trần lạc giấc say. Lữ khách bên đường dừng chân tạm, mau mau tỉnh mộng trở về nhà. Đối với mỗi người chúng ta, tiếng chuông chùa không có gì xa lạ, nhưng có lẽ ít ai biết rằng phía sau tiếng chuông ngân vang ấy là cả một nội hàm sâu sắc. Bí mật không thể xem thường của tiếng chuông chùa. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Chuông là một pháp khí quan trọng trong các nghi lễ của Phật giáo và thường được gọi là chuông. Tại nhiều ngôi chùa cổ, gác chuông thường được đặt ở rất cao. Điều này càng làm tăng thêm dáng vẻ uy nghiêm của ngôi chùa. Tiếng chuông ngân vang thâm trầm trong trẻo lan xa còn mang theo hàm nghĩa thức tỉnh con người trước danh lợi tình nhân thế, trở về ngôi nhà thực sự của mình, thoát khỏi biển khổ và ảo mộng. Dựa trên công dụng, chuông chùa được phân thành hai loại là chuông phạn và chuông mỏ. Chuông phạn còn gọi là đại chuông, chàng chuông, hồng chuông, v.v. được treo trên gác chuông dùng để triệu tập đại chúng, hoặc mang công dụng báo giờ buổi sớm và buổi chiều thức tỉnh miền nhân thế. Chuông mỏ còn gọi là bán chuông, tiểu chuông, thường đặt ở gốc của Phật đường. Công dụng của chuông mỏ dùng để báo hiệu thời điểm làm lễ hay pháp sự đã bắt đầu, và còn được gọi là chuông làm việc. Trong các nghi thức chùa chiền của Phật giáo, chuông là hiệu lệnh cuốn Bách Trượng Thanh Quy pháp khí có ghi chép như sau: đại chuông Tùng Lâm bắt đầu hiệu lệnh, sáng sớm ngân lên đánh thức tín chúng canh gác giấc ngủ, buổi chiều gõ chuông nhắc nhở con người đừng mê lạc, hãy thanh tĩnh. Cho dù là triệu tập tăng nhân lên điện tụng kinh hay đánh thức mọi người báo hiệu giờ ăn ngủ, đều dùng tiếng chuông làm hiệu lệnh. Tiếng chuông buổi sớm thường là trước nhanh sau chậm, đánh thức mọi người tỉnh giấc, báo hiệu đêm dài đã qua, không nên lười biếng ngủ nướng. Sáng sớm cần nắm chặt thời gian dùng vào việc tu luyện. Tiếng chuông ban đêm thường trước chậm sau nhanh, nhắc nhở người tu luyện đừng mê mờ, cần thanh tĩnh. Người tu luyện thời xưa thì dù là làm việc hay nghỉ ngơi trong chùa đều được bắt đầu và kết thúc bằng tiếng chuông. Thanh âm của tiếng chuông cũng ít nhiều nói lên tâm tính của con người. Cùng một chiếc chuông, người có tâm tính khác nhau sẽ đánh lên thanh âm khác nhau. Câu chuyện dưới đây sẽ cho chúng ta thấy điều đó. Có một tiểu hòa thượng trong chùa chịu trách nhiệm đánh chuông. Theo quy định, mỗi ngày cậu phải đánh chuông vào buổi sáng sớm và chiều tối. Lúc mới đầu, tiểu hòa thượng rất dụng tâm đánh chuông. Nhưng sau nửa năm, cậu cảm thấy công việc này quá tẻ nhạt và nhàm chán. Vì vậy, tiểu hòa thượng nghĩ rằng, một ngày làm hòa thượng thì đánh chuông đủ một ngày. Một ngày nọ, sư trụ trì đột nhiên thông báo tiểu hòa thượng này đến sân sau chẻ củi gánh nước, không cần phải đánh chuông nữa. Tiểu hòa thượng cảm thấy kỳ lạ liền hỏi, thưa sư phụ, chẳng lẽ con đánh chuông không đúng giờ, hay tiếng chuông không kêu to nữa ạ? Sư trụ trì nói rằng, tiếng chuông của con kêu rất to, nhưng trống rỗng và yếu ớt, bởi vì trong lòng con không hiểu ý nghĩa của tiếng chuông và cũng không đặt tâm vào việc này. Tiếng chuông không chỉ báo hiệu giờ làm việc và nghỉ ngơi, điều trọng yếu chính là đánh thức chúng sinh khỏi mê lạc. Vì vậy, tiếng chuông không chỉ cần ngân vang mà còn cần tròn trịa, có sức sống, có độ sâu và vang xa nhất có thể. Một người không có tâm đánh chuông tức là không có Phật trong tâm. Nếu như không thành kính thì sao có thể đảm nhận chức trách đánh chuông được đây? Tiểu hòa thượng nghe xong liền cảm thấy xấu hổ, từ đó về sau chuyên chú tu hành. Lại có một câu chuyện khác kể rằng, vào một buổi sáng sớm, có một vị hòa thượng lớn tuổi nghe thấy tiếng chuông ngân vang, đột nhiên cảm thấy vô cùng thư thái an nhiên. Khi tiếng chuông dừng lại, ông triệu tập mọi người lại và hỏi, sáng sớm nay
trong các con ai là người đánh chuông? Một vị hòa thượng trả lời, dạ thưa, là một tiểu hòa thượng mới đến ạ. Nói xong liền chỉ sang một chú tiểu đứng cạnh mình. Vị hòa thượng liền hướng đến hỏi, sáng sớm nay con dùng tâm trạng gì để đánh chuông? Tiểu hòa thượng không biết lão hòa thượng hỏi như vậy là có ý gì, liền đáp, thưa, con không có tâm trạng gì cả, cứ đánh chuông là đánh chuông thôi ạ. Lão hòa thượng nói, không thể nào, khi đánh chuông trong đầu con nhất định đang nghĩ cái gì đó, bởi vì cho đến hôm nay ta mới nghe được tiếng chuông ngân vang và cao quý như vậy, một thứ âm thanh chỉ có thể được tạo ra bởi một nhân tài thành tâm thành ý. Tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ một chút rồi nói, kỳ thực con không nghĩ gì khác, chỉ là lúc chưa xuất gia, cha thường xuyên dạy con, lúc đánh chuông cần nghĩ đến chuông cũng như thanh âm vang dội của vị Phật, phải trai giới thành kính, kính chuông như kính Phật, cần nội tâm thanh tĩnh, lễ bái để điều khiển chuông. Lão hòa thượng nghe xong cảm thấy vô cùng hài lòng, liên tục nhắc nhở, sau này dù làm bất cứ việc gì, con cũng đừng quên trạng thái hôm nay đánh chuông nhé. Câu chuyện này cho thấy, đây không chỉ là đạo lý đánh chuông, mà khi làm bất cứ việc gì, cũng cần phải đặt tâm cho ngay chính. Vì sao tiểu hòa thượng trong câu chuyện đầu tiên lại không được đảm nhiệm chức vụ đánh chuông? Bởi vì cậu ấy nghĩ việc đánh chuông giống như việc làm tay chân nhàm chán. Vì nhiệm vụ đánh chuông mà đánh chuông, không coi việc này như một sự kiện rất thần thánh trong tu luyện. Nội tâm không thành kính, nên cũng không dụng tâm làm, không có tinh thần trách nhiệm trong đó. Do vậy tiếng chuông đánh ra, nghe trống rỗng và yếu ớt. Và tại sao tiểu hòa thượng trong câu chuyện thứ hai lại có thể đánh chuông tốt như vậy? Đó là bởi vì cậu hiểu được đạo lý kính chuông như kính Phật. Trong tâm tràn đầy lòng thành kính đối với Phật, thế nên tự nhiên sẽ đặt tâm làm thật tốt, thành tâm thành ý đánh chuông. Kết quả âm thanh chiếc chuông phát ra đặc biệt tốt. Người xưa có câu, muốn biết một người có chí hướng hay không, thì chỉ cần xem cách người đó nhóm lửa quét nhà. Thật đúng như vậy, chỉ khi dụng tâm làm thật tốt từng việc nhỏ mới có thể làm nên việc lớn. Điều này cũng xác minh một sự thật rằng, một người chỉ khi tâm ngay thẳng thì mỗi hành động mới có thể thực hiện được đường hoằng đúng đắn.